vò vẽ chiên trứng. Mọi người có dám ăn món này không nè? Hello mọi người, chị đi nấu ăn đây. Mọi người còn nhớ hồi trước tôi thu hoạch được cái tổ ong vò vẽ không? Cái tổ ong bự tới 8 tầng rồi ngồi còng lưng ra gắp ong non á mọi người. Thì ngồi còng lưng ra thu hoạch thì được nhiêu đây nè. Xong cái bước gắp nhộng ong rồi thì cái bước làm sạch nó cũng cực không kém nha. Mọi người phải trụng nó với nước sôi để cho nó săn chắc cái bề mặt da bên ngoài lại. Xong rồi lại rửa nó qua nước sạch một lần nữa. Bước tiếp theo là mình làm sạch ruột của mấy con nhộng ong này nha. Thường thì nhộng ong thợ, nhộng ong mật á nó không có cái ruột gì đâu, nhưng mà nhộng ong vò vẽ thì nó có cái ruột lớn lắm. Và tại vì không phải là nó hút mật hoa mà là nó ăn thịt, ăn này ăn kia, ăn tùm lum tà la ăn tạp á. Cho nên là cái phần ruột này người ta gọi là đó, mà nó hôi lắm, như là nó dơ lắm mọi người, mình ăn không có được. Cách làm cũng đơn giản thôi, cắt cái phần đầu của nó, bóp nó một cái phụt là cái phần đen đen nó sẽ vụt ra. Rồi vậy là mình phân loại cái phần ruột màu đen với phần nhộng ong ăn được, mỗi thứ một bên. Trời vậy chứ làm từng con li ti nó lâu lắm nha. Rồi cái phần ruột đen á tôi đem bỏ cho mấy gà ăn, nó thích quá trời quá đất luôn. Mới nhộng ong đó là làm được nhiều món lắm mọi người. Hôm nay mình bắt đầu với món nhộng ong chiên trứng trước nha. Bắt bếp lên cái chảo nè, phi hành lên cho thơm. Hốc chừng 2 nắm nhộng ong thôi là đủ ăn cho một chảo trứng chiên rồi. Mà mình nêm thêm xíu hạt nêm đường một ngọt vô cho nó thơm nữa nha. Xào nó lên nè mọi người. Nhưng mà xào nhẹ tay thôi để cho nó đừng có bị bể ra, mất đi cái phần sữa bên trong á, ăn không có ngon. Đợi cho nó săn săn kiểu cũng hơi chín chín rồi thì mình đổ tiếp trứng vô mình chiên nè. Cũng đảo đảo cho nó đều, nhộng ong với lại trứng hòa quyện lại với nhau á. Nhớ là nhẹ tay thôi. Nhưng mà tôi nghĩ lỡ có mạnh tay nó cũng không bể được đâu, tại vì cái nhộng ong vò vẽ này cái vỏ của nó cũng khá là dai và dày á. Rồi đó vậy là xong rồi đó mọi người. Rất là thơm luôn, mùi thơm xen lẫn giữa mùi trứng chiên và cái mùi đặc trưng béo béo của nhộng ong á. Cái món này á ăn ngon nhất là khi mọi người ăn cùng với lại lá cách nha. Cho nhộng ong vô xong rồi mình cuộn lá cách lại. Rồi vậy là ăn thôi nè. Béo, trời ơi béo lắm, rất là béo. Béo, ngon. Ngon. Cực kỳ ngon luôn. Cắn tới đâu là nó bụp bụp tới đó. Sữa ở bên trong thì nó tứa ra béo béo, nhưng mà nó không có lỏng nha, nó dẻo dẻo như phô mai vậy đó mọi người. Tôi thấy xào ăn không nó cũng ngon rồi á, không cần chiên trứng chi đâu.